39 áo dài cưới giá gần 300 triệu đồng của Miu và đại gia Minh Đạt. Trong lễ gia tiên sáng ngày 23 tháng 6, Miu và Minh Đạt đặt riêng áo dài cảm hứng hoa mơ cho cô dâu chú rể cùng gần 40 bộ áo dài khác, tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Nhà thiết kế Dũng Nguyễn cho biết 3 tháng trước hôn lễ, Miu cùng stylist Trần Nhật Duy và anh lên ý tưởng áo dài cho Miu, Minh Đạt cùng gia đình hai bên trong lễ gia tiên. Theo nhà thiết kế, nữ diễn viên và hôn phu yêu thích vẻ đẹp truyền thống và nét văn hóa Việt Nam, yêu cầu trang phục sang trọng, nhã nhặn, đơn giản hết cỡ nhưng vẫn có điểm nhấn. Hai bộ áo dài đỏ của đôi uyên ương được lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa mơ nở trong tuyết trắng, mang ý nghĩa về sự chung thủy. Từ ý tưởng những bông hoa mơ trong tuyết vững chãi trước thử thách của thời gian, tôi cùng đội ngũ sáng tạo nên những mẫu áo dài như cam kết vĩnh cửu cho tình yêu, hạnh phúc đôi lứa, Dũng Nguyễn nói. Nhà thiết kế chọn lụa tơ tằm của Vạn Phúc, Hà Nội làm chất liệu chủ đạo. Anh đính kết, thêu thủ công hoa mơ lên phần vai và tà áo được các nghệ nhân thực hiện trong suốt một tháng. Phần khăn voan rời được đính kết, thêu đính cầu kỳ, mang vẻ đẹp kín đáo, đậm dấu ấn hoàng gia. Mẹ cô dâu, chú rể hai bên cũng được chuẩn bị những bộ áo dài thêu thủ công họa tiết hoa hồng cầu kỳ. May đo riêng với sắc xanh, hồng quý phái trên nền chất liệu lụa cao cấp. Ngoài ra, cô dâu, chú rể còn chuẩn bị áo dài cho dàn phù dâu, phù rể là bạn bè thân thiết nhiều năm. Tông cam đất cùng họa tiết theo hoa mơ được Miu, Minh Đạt lựa chọn cho 28 nghệ sĩ B-trap. Tổng cộng trong đám hỏi, Miu đặt may 42 chiếc áo dài với giá trị gần 300 triệu đồng, tuy nhiên cô mới sử dụng 39 chiếc. Miu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô là người mẫu tuổi tinh trước khi bén duyên điện ảnh và được biết đến qua các tác phẩm Thiên Thần Áo Trắng, Thiên Mệnh Anh Hùng, 4 năm hai chàng một tình yêu, Khi Ta 25. Cô từng được vinh danh ở Cánh Diều Vàng 2018, hạng mục Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc nhờ vai vợ lẽ Tuyết Mai trong phim Chồng. Ngoài diễn xuất, cô còn là giảng viên thời trang, doanh nhân. Chồng sắp cưới Miu là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, kém Miu 1 tuổi. Anh tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Hôn phu của diễn viên là con trai chủ một tập đoàn nhựa tại Việt Nam. Anh hiện là giám đốc vận hành chi nhánh công ty gia đình ở Mỹ và làm phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.